bạn đang đi ra tượng Đức Mẹ ở Long Beach mọi người. Đây là chỗ mà gọi là Đức Mẹ sò biển á. Đây là cái biển Long Beach nè. Đó, phía sau lưng bạn á là cái biển Long Beach á. Còn ở đây là cái đường để mình đi bộ tới cái chỗ tượng Đức Mẹ. Gia đình của bạn đang đi ở đó. Đứng đây nhìn cái biển rất là đẹp luôn á. Có một cái ốc đảo ở giữa, có một cái đảo ở giữa cái biển. Mới có quá trời du thuyền luôn. Hôm nay bằng dẫn mom với vợ với bé Ân của bằng ra ngoài chỗ Đức Mẹ. Đây nè mọi người, đây là cái tượng Đức Mẹ Long Beach đây, hay còn gọi là Đức Mẹ Hòa Bình, Đức Mẹ Sò Biển vậy đó. Mọi người gọi rất là nhiều tên. Tượng Đức Mẹ này nằm cặp bên cái lề đường luôn nha. Đây nè. Đó, bên đó là cái biển Long Beach đó. Quá trời đẹp. Vô đi con, mẹ nè. Ô bên này vô không? Con biết đến này. Đây, nè cho mom vô nhân hoa đi mom. Ủa có tháo giá ra không chứ? Khỏi. Không. Khỏi, em với mom với con vợ vô nhân hoa con đi. Con ôm đi theo bà ngoại kìa, ôm đi theo bà ngoại. Đó, đồ ơi má. Ừ, giá đi. Thì cũng được. Giá thì cũng được. Khỏi cũng được, không sao đâu. Đi theo bà ngoại kìa. Đi theo bà ngoại. Đi xuống từ từ nha. Từ từ thôi té. Rồi đi theo bà ngoại, bỏ theo bà ngoại. Đi xuống bà ngoại bỏ theo. Con coi bà ngoại bỏ đâu, con bà bỏ đó nha. Con bỏ đó theo bà ngoại nha. Đó, con coi bà ngoại bỏ đâu. Kìa, bà ngoại kìa. Con thank you bà ngoại chưa? Rồi, bây giờ bằng sẽ cầu nguyện chút xíu rồi bằng sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Dòng đã mẹ đi. Rồi làm dấu nha. Cha và con. Phía trước tượng Đức Mẹ mọi người là một cái bãi biển rất là đẹp luôn. Xa xa có những cái giàn khoan dầu của Long Beach với những chiếc du thuyền hạng sang á mọi người. Và có một cái đảo nhỏ ở giữa đó. Nhìn rất là đẹp mọi người. Và phía bên đây là còn có thêm một số cái thuyền lớn nữa. Thuyền này là thuyền vận tải á, rất là lớn luôn. Đó. Và đây là cái tượng Đức Mẹ Long Beach nè, nhìn thẳng ra ngoài biển mọi người. Thì bà ngoại của bé Ân cho bằng biết là ngày xưa ở đây là một cái nhà dòng, nhưng mà bởi vì khó khăn nên là sau đó cái nhà dòng này đã đóng cửa và được tiếp quản bởi một cái ngôi chùa. Nhưng mà bởi vì cái tượng Đức Mẹ này đã ban ơn và có rất là nhiều phép lạ đối với người dân ở Long Beach cũng như là người dân ở Nam California. Bởi vì thế mà theo nguyện vọng của mọi người thì họ muốn giữ lại cái bức tượng này để làm nơi chỗ dựa tinh thần á. Oh,
Xuân đó. Đứng sách ra. Đúng rồi. Chùa Xuân tới mà người ăn đi. Ghê không, ghê không? Đấy không, cho rằng người ta đi xe đạp xuống vòng vòng vòng. Con không có dưa leo qua nha, đứng ra thôi nha. Không có leo qua đâu. Ờ, dưới nó còn cái đường đi bộ nữa kìa. Lên ghế ngồi đi. Hai đó. Hello chó. Nó nói tiếng chó này là nó tiếng Việt chứ khổ chứ. Ừ, chó. 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 Hai bà đi coi. Hai bà mày chứ say. Hai bà chứ say hi hi to her. No, you need to say hi to her first. Hi. Hi. So cute. Mai, Mai đây này con này. Mai này, Mai này. Bây giờ thì gia đình của Bằng sẽ đi về. Bây giờ là 1 giờ trưa đó mọi người. À, nãy giờ ra đây cũng hơn 1 tiếng rồi đó. À, dù là buổi trưa nhưng mà ở đây rất là mát luôn. Gió biển thổi rất là mát. Và cái biển ở đây thì thật sự rất là đẹp. À, nếu mà mọi người có ra tượng Đức Mẹ Sò Biển ở Long Bích, nhớ đi luôn cái bãi biển này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.